Dự kiến trong quý 4 năm nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ thực hiện lắp đặt hệ thống cân điện tử sử dụng công nghệ cảm biến thạch anh tại tất cả các trạm thu phí. So với mô hình cân sơ cấp hiện nay đang sử dụng thì cân điện tử này sẽ khắc phục nhiều nhược điểm như không phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm môi trường nên độ chính xác cao, đồng thời giảm tối đa nhân lực tại hiện trường thông qua hình thức phạt nguội. Hai thanh cảm biến thạch anh được chôn cứng trên một làn thu phí. Cảm biến thạch anh sẽ cân tải trọng khi xe đi qua với độ chính xác đạt 99%. Thông tin về tải trọng phương tiện quá tải sẽ hiển thị ngay trên bảng điện tử VMS đặt bên trong trạm thu phí và truyền ngay toàn bộ dữ liệu về Tổng cục Đường bộ. Đối với loại xe semi remote, công nghệ này có thể chụp lại toàn bộ biển số trước và sau làm cơ sở để xử phạt nếu vi phạm. Cái cân công nghệ thạch anh này đã sử dụng để có thể là đo được cái xe quá tải đi tốc độ từ 0 cho đến từ 1 cho đến 60 cây và đảm bảo độ chính xác là F10, chịu được mọi thời tiết. Ví dụ như trước đấy thì cái mô hình là cân sơ cấp thì cần phải có thêm một cái trạm cân thử cấp ở đằng sau nữa. Tuy nhiên hiện nay chúng tôi cũng nghiên cứu cái mô hình là có thể bổ sung thêm một thanh cảm biến nữa để tăng cái độ chính xác lên và sử dụng toàn bộ cái kết quả này để có thể là xử phạt trực tiếp được luôn, hoặc là có thể sử dụng gửi kết quả để xử phạt nguội. Ưu điểm của công nghệ cảm biến thạch anh là các thanh cảm biến được chôn cứng ở trên đường, tài xế sẽ không có các thủ thuật phá hoại được. Hơn nữa, thanh cảm biến và lớp keo epoxy cứng hơn cả bê tông nên xe đi qua không bị mòn cân. Và việc ứng dụng công nghệ tiên tiến lần này đã khắc phục được nhiều bất cập trong quá trình thực hiện cân tải trọng. Vào cái phần mềm này, chúng tôi sẽ kết nối với cái thiết bị giám sát hành trình mà tất cả các xe từ 3,5 tấn kinh doanh đã phải lắp. Thì như thế là nó rất công khai, minh bạch giữa hành trình của anh đi, tải trọng, rồi kết hợp với dữ liệu của cục đăng kiểm thì sẽ biết ngay được cái quá tải của anh về cầu đường. Và cái đường để tra cứu này chúng tôi sẽ công khai, minh bạch để toàn dân giám sát. Từ nay đến quý 4, hệ thống cân tự động này sẽ được triển khai. Khi đó, các tuyến đường của Trung ương và địa phương sẽ kiểm tra tải trọng thường xuyên. Với độ chính xác gần như tuyệt đối và ghi lại đầy đủ ngày giờ, biển số xe, thì việc xử phạt nguội rất có hiệu quả.